Các bạn ơi, khi xem video clip của Việt Thảo, nhớ subscribe hay là đăng ký trên channel YouTube của Việt Thảo. Thank you. Xin kính chào quý vị. Tôi là Alicia Châu của Châu Insurance Agency. Tôi muốn thông tin cho quý vị có nhiều sự thay đổi liên quan đến Medicare, Medicaid, Obamacare, Social Security và Short Term Health Insurance. Rất là quan trọng quý vị ơi. Đừng để bị mất bảo hiểm, đừng để bị phạt, đừng để bị mất quyền lợi, đừng để trả tiền bác sĩ, nhà thương và tiền thuốc không hợp lý. Alicia đã giải thích rõ ràng trên channel YouTube của MC Việt Thảo. Chuyện bên lề số 790 đến 794, nhớ vào xem. Đó là cuộc sống, đó là quyền lợi của quý vị. Nhớ vào xem nha. Alicia xin được cảm ơn. Cho dù cách xa vạn dặm, nhưng mà nó vẫn mang theo cái hương vị của quê nhà. Mình đã ăn cơm gạo nàng hương chờ đào rồi. Xin liên lạc với tổng đại lý của gạo nàng hương chờ đào tại Hoa Kỳ, số điện thoại 405-525-7650 hoặc vào website www.nanghuonchoadao.com. Hôm nay Việt Thảo muốn bảo vệ sức khỏe của các bạn. Bây giờ qua anh Đăng là dược sĩ nè. Anh cho một kiến thức để mọi người chấp nhận được tại sao mình phải dùng Kangen Water. Thì Kangen đó, tiếng Nhật dịch ra đó là Return to Origin, trở lại nguồn nước nguyên thủy. Còn mà đây là máy điện giải đã chứng nhận là một dụng cụ y khoa tại Nhật Bản, được chấp thuận bởi 6.500 bác sĩ đến Việt Thảo. Đầu tiên là trong những cái nước suối đó có khả năng là chống oxy hóa. Đặc tính thứ hai là trong qua quá trình điện giải, máy nước này sẽ làm những cụm phân tử nước nhỏ lại 4-6 lần. Và đặc tính thứ ba trong cái nước Kangen này là có độ nhiệt cao. Còn đó là Kangen Water, nước tinh khiết, tinh chất, uống để trừ tránh bệnh hoạn, bệnh tật như uống nước thường. Xin quý vị hãy liên lạc Jennifer và Ann Peterhead ở số điện thoại là 714-833-8738. Jennifer lúc nào cũng sẵn sàng để giúp đỡ quý vị có một cái máy Kangen Water theo như ý muốn. Quý vị nhớ, thay đổi nguồn nước là thay đổi cuộc sống. Kangen Water, the best water on earth. Đây là Amy. Amy là chuyên gia tiếp thị cho Sierra Dentistry. Sierra Dentistry gặp vài khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng online. Excel Marketing đã giúp Amy thu hút nhiều khách hàng hơn bằng cách làm tăng thứ hạng của trang web trên Google. Sau vài tháng hợp tác với Amy, số lượng khách hàng của cô ấy đã tăng gấp 2 lần. Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc giúp các văn phòng bác sĩ, nha sĩ, văn phòng luật sư và các doanh nghiệp gia tăng doanh số và số lượng. Việt Thảo xin chào các bạn. Một lần nữa Việt Thảo xin gửi đến các bạn những câu chuyện mà các bạn đã gửi về cho Việt Thảo qua địa chỉ email mcvietthao@yahoo.com. Trước hết thì cho Việt Thảo xin lỗi, tôi không có đọc hay là kể lại những câu chuyện mà nói lớn tiếng được, là tại vì đang đêm và tôi không muốn làm quấy rầy những người đang ở chung quanh tôi để cùng theo dõi những câu chuyện mà Việt Thảo kể cho các bạn nghe. Xin hãy để cho tôi được nhỏ giọng, nhỏ tiếng để giữ một phần nào sự yên tĩnh cho những người chung quanh. Đây là cái câu chuyện bên lề lần thứ 803 với tựa đề là Chuyện ma của Lâm Vũ. Lâm Vũ là một người đã gửi cho tôi những cái câu chuyện mà gửi ở trên một cái phao.
thì tôi có nhận. Và sau đó thì thú thực, tôi không thể mở ra được. Là tại vì nhiều lần trước đây, tôi mở những cái file của các bạn gửi đến thì bị virus, tức là virus. Cho nên sau này, tôi có đề nghị là xin đừng gửi các file nữa. Và nên viết trực tiếp vào trong email. Thì khi tôi gửi thơ lại cho Lâm Vũ, thì Lâm Vũ có nhận được và đã viết trực tiếp trên email gửi cho Việt Thảo với nội dung như sau. Chào chú Việt Thảo, cháu xin lỗi chú, vừa rồi cháu bận việc nên không có nhận được mail của chú. Hôm nay cháu mới nhận được và gửi lại cho chú. Lời đầu tiên, cháu chúc chú ngày mới vui vẻ và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Cháu tên là Lâm Vũ, 27 tuổi. Cháu rất hay xem những video giới thiệu về những món ăn Việt Nam tại hải ngoại của chú. Đối với cháu nó thật sự rất hay và rất bổ ích. Vì nhiều khi làm nhiệm vụ, cháu chỉ được ăn khoai sắn luộc sẵn hay là ăn sống mì gói và hứng nước suối để uống. Có khi chúng cháu phải nằm trong rừng suốt nửa tháng hay một tháng trời là chuyện bình thường. Lúc đó, cháu sẽ nhớ lại những video của chú để có thể ăn ngon miệng hơn. Miệng đang nhai củ khoai mà tưởng tượng mình ăn lobster. Có cái gương mặt cười. Nhân dịp chú đang làm về những câu chuyện ma nên cháu muốn gửi cho chú câu chuyện của cháu. Để làm được việc này, cháu phải đắn đo mãi. Vì dù gì, cháu cũng là một cảnh sát. Người có trách nhiệm gìn giữ cuộc sống cho nhân dân mà lại đi nói chuyện ma quỷ, tin vào chuyện tâm linh thì nghe rất là buồn cười. Nhưng mà hôm nay cháu hạ quyết tâm để gửi cho chú câu chuyện này. Câu chuyện mặc kệ thì người ta không tin, nói ra thì cũng chẳng ai thấu hiểu. Mong chú đọc và có thể kể lại cho mọi người nghe. Cháu không quan tâm mọi người có tin hay không. Cháu chỉ muốn qua câu chuyện mà cháu đã trải qua này, đem cho mọi người một kinh nghiệm, một bài học quý báu nhất là đối với những bạn sinh viên tỉnh lẻ, một thân một mình vô thành phố học tập. Và khi kể thì cháu xin được đổi ngôi thứ nhất để dễ xưng hô, đó là xưng tôi. Việt Thảo cũng nói rõ, hôm nay Việt Thảo tiếp tục kể câu chuyện ma lần thứ tư liên tục trong 4 ngày. Nó có một phần nào cái hoàn cảnh thuận lợi để kể cho các bạn nghe. Và hôm nay, trước khi kể chuyện, tôi có xin phép. Nếu có ai bên cạnh tôi hay những người chung quanh tôi, hãy cho phép tôi được đọc câu chuyện này một cách trôi chảy và suôn sẻ. Có một điều nữa, câu chuyện của Lâm Vũ kể lại, nó gần như là một phần nào trong cái mảng đời sống của Lâm Vũ. Chứ nó không phải là chuyện ma. Nhưng có những cái hiện tượng kỳ lạ nó xảy ra, có thể là sự trùng hợp hay có một điều gì đó. Mời các bạn cùng theo dõi những câu chuyện tâm tình kể lại qua bức thơ của Lâm Vũ gửi cho Việt Thảo qua chuyện bên lề lần thứ 803. Tôi được sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền Trung. Quê của tôi là một vùng giáp biển. Tuy là giáp biển nhưng mà không phải ai ở quê tôi đều làm ngư dân như là ở thôn Vinh Phú của tôi. Thôn Vinh Phú của tôi sống thì mọi người chủ yếu là làm ruộng và chăm nuôi gia súc. Cuộc sống rất là khổ cực. Khổ cực có thể nói là không phải từng mùa mà nó khổ cực qua cả năm tháng. Đất đai thì hạn hẹp, khí hậu thì thất thường. Mưa thì có thể mưa phùn, mà mưa phùn thì nó ròng rã suốt tháng trời, lạnh thấu da thấu thịt. Nắng thì oi bức, đến độ đất đai nứt nẻ, cây cối còn khô héo, huống chi là con người. Nhưng mà bù lại quang cảnh ở quê tôi thì rất đẹp.
có núi nè, có sông, có biển, có đồng lúa bao quanh xanh bát ngát. Khí hậu thì trong lành, nhưng mà mỗi tội cảnh đẹp nhưng nó không làm cho chúng ta no bụng được. Gia đình tôi thì cũng thuộc diện nghèo của xã. Ba tôi thì làm ruộng. Mẹ tôi buôn bán cá ở chợ trong xã. Nhà tôi có hai anh em, tôi là con trưởng và có một thằng em nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Hai chúng tôi may mắn hơn nhiều đứa trẻ ở quê của tôi, vì ba mẹ tôi hiểu được cái tầm quan trọng của việc học, việc kiếm cái chữ để mình thoát cái cảnh nghèo. Nên cho dù có đói khổ đến đâu thì cha tôi cũng cho chúng tôi học đến nơi đến chốn. Tôi cũng bao nhiêu như là bao nhiêu đứa trẻ khác ở trong xóm. Nói các bạn đừng có cười. Tôi ốm nhom, gầy gò đen đúa. Nhưng mà ngược lại tôi lại có chiều cao vượt trội và sức khỏe thì mạnh hơn những đứa bạn cùng trang lứa. Cũng vì thế nên tính cách của tôi khá mạnh mẽ và có phần bạo lực. Tôi có thể nói chuyện bằng nắm đấm với bất kỳ đứa nào mà tôi cho là không vừa mắt tôi. Đặc biệt, đối với những chuyện ma quỷ, hù gió, dọa trăng thì tôi không bao giờ tin. Với tôi, những câu chuyện đó chỉ để hù dọa con gái và những đứa con nít mà thôi. Tôi còn nhớ lúc nhỏ, nhà tôi có nuôi một con bò. Để sau những buổi học thì anh em tôi thay phiên nhau chăn dắt để mà cải thiện kinh tế của gia đình. Vào những cái mùa đồng trống, tức là lúc mà lúa đã được thu hoạch hết rồi, thì chúng tôi rất là khỏe. Khỏe là tại vì không có làm gì hết, chỉ việc lùa nó xuống ruộng để nó tự ăn. Nó tự đi tới đi lui, đi tự do đi ăn với những con khác thôi. Thì những lúc đó tôi với những đứa trẻ chăn bò ở trong xóm cùng nhau chơi những trò chơi dân gian như là chơi bắn bi, nè, chơi ném lon, rồi chơi ô quan hoặc là đi phá làng phá xóm, đi hái trộm cây cối nhà ở người ta, không trộm trái cây. Tôi còn nhớ là chúng tôi hay rình hái trộm cái cây xoài nhà ông Lan ở trong xóm. Khi ông mà phát giác được thì thôi, ông dắt cây ông rượt chúng tôi chạy tới chết luôn. Nhưng mà càng rượt càng canh thì chúng tôi càng phá. Không những hái xoài chín mà còn hái xoài già, xoài non, miếng xoài gì có trên cây mà chúng tôi tuốt được là chúng tôi làm ráo, không để sót trái nào hết. Đến nỗi ông ta tức quá, canh giữ không được, ông chơi đốn luôn mẹ cái cây xoài. Nhưng mà khi vào mùa lúa thì chúng tôi phải chuyển cho chúng, tức là những con bò nó đi ra ngoài đồng cỏ trong khu nghĩa trang ở quê tôi. Nói về khu nghĩa trang ở quê tôi thì rất rộng. Đứng ở đầu bên này mà nhìn xuống cuối thì chỉ thấy khu nghĩa trang chạy dọc theo đường chân trời, chứ không thấy cái điểm kết thúc nó ở đâu. Có một hôm vì tôi quá mải mê chơi trò bắn bi hầm. Trò này có lẽ mấy bạn miền Trung sẽ biết nhiều. Cho nên tôi quên mất là đến giờ phải dắt bò về. Thế là chúng tôi tức tưởi chạy đi kiếm. Những đứa đi chung với tôi thì hầu hết chúng đều kiếm được bò của mình. Còn con bò của tôi nó chạy đi đâu mất mà tôi kiếm không ra. Tôi nghĩ chắc có lẽ là nó đi theo những con bò của hàng xóm khác rồi. Tối hôm đó tôi bị một trận đòn roi nhừ tử của ba tôi. Sau đó thì cả nhà của tôi và những người hàng xóm ở xung quanh mới bổ nhau đi tìm. Đối với một làng quê nghèo như chúng tôi thì con bò chính là tài sản rất lớn. Nếu như mất nó, chắc là tôi không thể nào sống nổi đâu. Đêm hôm đó, tôi, em tôi và một số đứa bạn bủa nhau đi tìm ngoài nghĩa địa. Còn ba mẹ tôi thì tìm những xóm lân cận, xem nó có theo những con bò khác đi về không. Tôi còn nhớ lúc đó thì tay tôi cầm cái đèn pin
Một mình tôi đi khắp nghĩa địa, kiểm tra từng ngóc ngách của các ngôi mộ, coi con bò nó có nằm đó không. Lúc đó tầm khoảng 10 giờ hay là 11 giờ khuya. Thật sự mà nói, khi đó đối với tôi thì chẳng có gì mà có thể làm tôi sợ hãi nữa. Tôi đi tìm mãi miết đến 2 giờ sáng thì vẫn không thấy được con bò, nên tôi mới lủi thủi đi về. Ba tôi thì đã đi khắp trong xã nhưng vẫn không thấy nó ở đâu. Sáng hôm sau thì mới phát hiện ra nó chui vào giường của người ta nó ngủ. Và nó cũng không có quên cái nhiệm vụ của mình là quét sạch toàn bộ hoa màu mà người ta trồng trong đó. Thế là ba tôi phải đền tiền bồi thường cho người ta. Đó là những cái chuyện mà xảy ra từ lúc còn nhỏ. Những kỷ niệm êm đềm đó, cũng như các bạn có những kỷ niệm mà chúng ta không thể nào quên được. Thế rồi thời gian cũng thấm thoát trôi qua, đến lúc tôi phải rời xa quê hương, xa làng xóm, xa mái nhà thân yêu của tôi để vào thành phố Hồ Chí Minh học tập. Vì tôi đã trúng tuyển vào trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Trường của tôi nằm ở quận 7. Lúc đó quận 7 là một khu thưa dân chứ không có đông đúc hay làm sầm uất như bây giờ. Đặc điểm của những trường quân đội hay công an thì mọi người đã biết là chúng tôi khi đi vào học thì không mất một cái khoản phí nào, bao gồm luôn cả sinh hoạt và ăn ở thì đều được nhà nước lo hết. Nhưng mà ngược lại, chúng tôi lại phải ở trong ký túc xá của trường và chịu sự giám sát cũng như rèn luyện theo tiêu chuẩn quân đội, kể cả trong từng miếng ăn giấc ngủ, nên cũng có hơi không được tự do cho lắm. Thời gian lại trôi qua một cách êm đềm và chẳng có gì để nói. Nhưng vào năm cuối đại học của tôi đã có một biến cố xảy ra. Cho đến giờ phút này thì các bạn nghe tôi kể đến đây ngồi suy nghĩ hoài và đón chờ xem có con ma nào không. Thật sự cho tới bây giờ chẳng có một con ma nào cả. Nó chỉ là hình ảnh, nó là kỷ niệm, nó là tuổi ấu thơ và nó là những ngày cấp sách đến trường. Cái biến cố mà tôi muốn nói đây là một cái sự việc tôi có xảy ra mâu thuẫn với bạn cùng phòng. Và cái đỉnh điểm của mâu thuẫn đó được giải quyết là bằng cách đánh nhau. Cái tối hôm đó chắc khoảng cỡ chừng 12 giờ khuya, trong khi mọi đứa trong phòng có lẽ đều ngủ say. Lúc đó tôi mới đứng dậy, bước qua bên giường của nó. Nó đây là một đứa có cái mâu thuẫn đối với tôi mà tôi cần phải giải quyết. Nó nằm ở bên dưới, còn thằng Dương thì nằm ở trên. Đây là cái giường đôi. Thường thường thì chúng tôi lúc ngủ ai cũng đều đắp một cái chăn trùm kín chân và phủ lên tới ngực, vì như vậy thì tránh được mũi đốt. Khi tới nơi, tôi mới cầm cái tấm chăn ở ngực của nó kéo mạnh để phủ lên cả đầu. Sau đó thì hàng chục cú đấm của tôi vung mạnh vào người nó. Vì bị đánh bất ngờ, với bao nhiêu bực tức căm giận của tôi đều dồn hết vào nắm đấm, nên nó rất là mạnh. Vì thế nó chỉ biết kêu la chống đỡ một cách vô vọng. Tuy những tiếng động phát ra lớn như vậy, nhưng mà những đứa trong phòng tôi thì vẫn ngủ rất say. Ngủ say, sai dữ lắm luôn. Thực ra thì đây là cái luật ngầm mà những sinh viên năm thứ hai trở lên đều biết. Khi bất kỳ ở trong phòng có một ẩu đả nhau như thế nào thì coi như không liên quan đến mình. Tốt nhất là nằm yên trên giường và cứ giật ngủ. Vì khi đứa nào mà dậy can ngăn thì rất có thể sẽ bị vạ lây. Và sáng mai thì nó sẽ bị kỷ luật không khác gì những đứa gây ra ẩu đả. Còn nếu chỉ ngóc cái đầu dậy mà nhìn thôi, lỡ mà giám thị ập vào thấy được,
thì ngày mai nó có thể bị phạt nặng hơn cả chúng tôi. Vì cái tội đồng lõa và quỷ che giấu đánh nhau, nên tốt nhất là ngủ mặc kệ sự đại đời. Ai muốn đánh đấm, làm gì làm, mặc kho mình cứ ngủ. Sáng hôm sau thì thằng Khoa là thằng bị tôi kéo mền trùm lại và đánh đó, được đưa đi bệnh viện. Còn về tôi thì tôi bị kỷ luật rất nặng và đồng thời bị đuổi đi khỏi ký túc xá của trường. Thế là mọi chi phí ăn ở bên ngoài tôi phải tự lo. Lúc đó tôi nghĩ được ra ngoài sống thì còn gì bằng. Được tự do mình thích làm gì thì làm. Nhưng mà ai biết được cái quãng thời gian sau đó là quãng thời gian khủng khiếp của cuộc đời tôi mà có thể mãi mãi tôi không quên được. Thế là đầu tháng tôi dọn ra ngoài sống ở bên ngoài. Tôi có quen một đứa bạn tên là Quý, là người cùng quê với tôi và nó đang học tại trường Đại học Bách Khoa, thành phố Hồ Chí Minh. Nó cũng đang muốn kiếm phòng trọ, thế là tôi với nó cùng nhau đi tìm. Chúng tôi tìm đến một căn nhà trên đường Thành Mỹ, quận 10. Căn nhà này có 4 tầng, 1 trệt, 3 lầu. Mà người chủ cắt ra xây tường ở những lầu trên để cho thuê trọ, còn tầng trệt và tầng 2 thì người nhà ở. Khi tôi vô xem phòng thì phòng của tôi ở lầu 3, dãy đó có 3 phòng. 2 phòng kia thì đã có người thuê rồi, chỉ còn lại một cái phòng này thôi. Phòng rộng rãi, tiền thì không có cao lắm, chỉ có 800 ngàn một tháng, tức là chia ra làm 2 thì mỗi đứa sẽ trả 400 ngàn. Chưa có tính tiền điện nước nên tôi với Quý đồng ý ngay. Ngoài cái việc tiền thuê phòng rẻ, nó còn có một cái lý do khác nữa. Đó là bà chủ nhà có cô con gái rất đẹp. Đối với một thằng tối ngày chỉ biết luyện võ đánh lộn, học luật như tôi, thì mỗi ngày được nhìn gái đẹp thì còn gì bằng. Nên cho dù cái phòng có bị dột đi chăng nữa thì tôi cũng ở. Sau khi thỏa thuận tiền nong xong thì chúng tôi dọn vào ngay trong ngày hôm đó. Ở lầu 3 này thì người ta xây là một cái dãy dài. Phòng của tôi nằm ở phía phải của đường cầu thang lên và tiếp đến là cái nhà vệ sinh. Còn ở phía bên trái cái cầu thang thì có thêm 2 phòng nữa. Mà phòng gần tôi nhất là phòng của anh Lợi. Tuổi của anh lúc đó chắc cũng ngoài 30. Người thì tỉnh Vĩnh Long, là một kỹ sư lập trình. Tính tình của anh thì rất vui tính và dễ gần gũi. Chân của anh thì bị tật một bên vì bệnh gout. Sau này biết cách sống của anh thì tôi không mấy làm lạ là tại sao trẻ vậy mà bị bệnh gout. Vì từ nhỏ đến giờ anh không bao giờ ăn rau, chỉ ăn cơm với thịt thôi. Nước thì uống nước ngọt chứ không uống nước lọc. Cũng vì do bị tật cái chân nên anh không có khuân bình nước lên phòng được. Sau này khi tôi vô ở thì tôi khuân bình nước lên cho ảnh. Và lúc đó ảnh cũng bắt đầu cai dần nước ngọt và uống nước lọc như chúng tôi. Phòng còn lại kế bên anh Lợi là phòng của 2 sinh viên cũng ở ghép như tôi với Quý. 2 người này cũng cùng trạc tuổi tôi và đang học tại trường Đại học Gia Định, tên là Kiệt và Nam. Tôi không có hỏi rõ quê quán, nhưng mà nghe giọng nói thì là người ngoài Bắc. Sau này thì 2 thằng này với 2 chúng tôi là bạn nhậu chi cốt với nhau. Sát cạnh phòng tôi với phòng anh Lợi là cầu thang lên tầng 4. Tầng này thì không có người ở, chỉ dùng để lên đó phơi đồ thôi. Khi bước lên tầng 4 trước mặt tôi là một cảnh tượng tan hoang đổ nát. Những vách tường bị đập phá nham nhở, gạch đá đầy trên sàn, không ai quét dọn cả. Lúc đó thì trong đầu tôi có một thắc mắc là Sài Gòn đất chật người đông, tại sao cái chủ căn nhà này lại phí phạm như vậy? Nếu như ở đây mà xây lại thì
trên này ít gì cũng được thêm 2 phòng trọ nữa. Khi tiến sát ra ngoài thì đến một cánh cửa đã cũ. Phía sau cánh cửa là một cái ban công mà chúng tôi dùng để phơi đồ. Cánh cửa này tới tối mới được chủ nhà đóng lại, phòng khi có trộm trèo lên đột nhập vào. Đến cuối ngày thì tôi với Quý cũng dọn xong đồ đạc vào trong căn nhà mới. Lúc đó thì tôi mới sực nhớ ra một điều là tôi chưa có chiếc chiếu để nằm. Nên tôi mới hỏi bà chủ nhà chỗ nào bán chiếu để tôi mua mà tối tôi còn để ngủ. Bà chủ nhà thì lớn tuổi rồi, bà ăn nói rất nhỏ nhẹ và cũng tốt với chúng tôi. Nhưng tôi lại không thấy lúc nào bà cười cả. Nhìn vào đôi mắt thì rất là ưu tư, phiền muộn. Khi tôi hỏi xong thì bà chủ chỉ cho tôi một tấm chiếu còn khá mới và đang phủ lên một cái gì đó bằng gỗ mà khi vào xem phòng tôi lại không để ý thấy. Nó cũng khá là lớn, nằm ngang sát tường ngay trước cửa phòng của tôi. Lúc đó tôi nghĩ chắc lo nhìn con gái bà chủ quá rồi, chẳng để ý cái gì nữa. Xong bà nói, tấm chiếu này còn mới nè cháu, cứ lấy mà dùng. Lúc đó tôi rất vui và đồng ý ngay vì tôi có thể tiết kiệm được một ít tiền với tấm chiếu cũng còn khá là mới. Nhưng cũng vì cái sự suy nghĩ sai lầm đó, nó đã mang lại nhiều kinh khủng đến với tôi sau này. Khi nằm trên chiếc chiếu, tôi cảm thấy nó rất là thoải mái. Ở trong phòng đóng kín cửa hết, không có gió lòn, không có tiếp xúc với ai, chỉ có một mình tôi trong phòng. Mà mới vừa rồi nó lạnh quá, nổi óc hết trơn. Có một điều là tôi không có bị ngạt mũi. Khi nằm trên chiếc chiếu, tôi cảm thấy nó nổi óc. Tại sao khi đập tới đây là tự nhiên nó nổi óc nè? Làm thế nào? Anh ơi, nổi óc quá trời, nó trời à. Ôi coi nè, hai lần rồi đó nha. What's wrong? Khi nằm trên chiếc chiếu, tôi cảm thấy nó rất là thoải mái và ngủ rất là ngon. Có thể từ lúc nhỏ giờ nằm chiếu nên nó quen rồi. Cứ thế một thời gian sau, bắt đầu những sự việc kỳ lạ xảy đến với tôi. Khi tôi quét nhà, thôi mà, xin cho tôi đọc hết đi nha. Khi tôi quét nhà thì tôi thấy có một số sợi tóc dài ở trong phòng của tôi. Lúc đầu tôi nghĩ chắc là tóc của con gái bà chủ nó bay lên đây. Nhưng bắt đầu 2 lần, 3 lần, 4 lần sau thì tôi đều thấy tóc mỗi khi quét nhà. Tôi mới nghĩ ở trong đầu, kỳ thiệt, trên này có ai là nữ đâu mà tóc đâu cứ thấy hoài vậy. Tôi mới đem mấy sợi tóc đó đến cho thằng Quý nó coi. Nó mới lấy một cọng đặt ngay trên đỉnh đầu và giống xuống vai nó thì cọng tóc ấy dài đến ngực. You
đừng có làm cho tôi lạnh quá, nổi óc hết chân hết trọi ní. Mà nó lạnh hết luôn cả người tới chân luôn rồi. Tôi mới đem mấy sợi tóc đó đến cho thằng Quý coi. Nó mới lấy một cọng đặt ngay trên đỉnh đầu và giống xuống vai nó, thì cọng tóc ấy dài đến ngực. Xong nó nói chắc tóc của con gái bà chủ đó. Tôi cũng gật đầu cho qua chuyện, nhưng trong tâm trí tôi thì đã không tin vào điều đó. Vì nếu nó có bay, thì bay từ trên xuống, chứ ai lại bay từ dưới lên trên bao giờ. Mà trên tầng trên thì bỏ quan. Khi nghĩ đến đây thì tự nhiên tôi thấy ớn lạnh ở sống lưng. Cảm giác này tôi chưa bao giờ trải qua, cho dù là lúc một mình tôi đi ngoài nghĩa địa để tìm bò. Nhưng cảm giác đó mau chóng qua đi. Những hôm sau thì chúng tôi vẫn còn thấy tóc. Lúc thì tôi thấy, lúc thì thằng Quý nó thấy. Và cứ dần dần như thế, chúng tôi cho nó là điều bình thường và không thèm quan tâm tới nữa. Ở đến tầm tháng thứ hai, thì sau một cuộc nhậu với hai chiến hữu ở bên kia về, thì tôi mới qua gõ cửa phòng anh Lợi để nhờ anh coi dùm cái laptop. Tôi khởi động lên, chỉ thấy màn hình xanh, nên chắc là lỗi ở Win rồi. Chắc phải nhờ anh cài lại giùm tôi. Nhưng khi đến phòng anh Lợi, tôi gõ cửa và kêu lớn. Anh Lợi ơi! Anh Lợi ơi! Có ở trong phòng không anh? Tôi kêu lớn vậy mà cũng không thấy ai trả lời. Lúc đó thì tầm 10 giờ khuya rồi. Thì tôi mới chợt nhớ ra là anh Lợi có thói quen là hay lên tầng 4 để ngồi hóng gió. Vì phòng của anh hơi kín và suốt ngày ngồi làm việc với cái máy tính, nên ảnh hay lên đó ngồi cho thoáng. Lúc đó thì tôi cũng có men trong người, nhưng với sức uống của tôi thì tôi không nghĩ nó làm cho tôi say xỉn, mất hết ý thức được. Thế là tôi chệch choạng bước lên cầu thang để đi lên tầng thứ tư. Xin lỗi. Bên này bị lạnh nhiều quá. Xin lỗi. Chúng tôi đọc tiếp. Bắt đầu đi lên lực tầng thứ tư. Khi bước lên tầng 4, trước mắt tôi vẫn là cái khung cảnh đổ nát. Trên đây thì không có đèn. Tôi chỉ nhìn bằng ánh sáng của trăng và đèn xe chạy dưới đường khi mà những chiếc xe vừa chạy ngang qua. Nhưng mà tôi chợt phát hiện ra một điều rất lạ mà những lúc trước tôi lên đây phơi đồ mà chưa có cảm nhận được. Đó là có một mùi hương rất lạ, như là mùi hương của bông ổi mà hồi nhỏ tôi hay hái. Mùi hương hoa ổi thì nó không có mạnh mà hơi thoang thoảng khi ngửi rất là dễ chịu. Tôi mới từ từ tiến sát tới ban công phơi đồ. Thì tôi thấy có dáng người con gái đang phơi đồ. Hèn gì tôi ngửi thấy cái mùi thơm đó. Cô ấy đang quay lưng về phía tôi và đang móc những bộ đồ lên phơi. Nhìn dáng dấp thì tôi còn nhớ rất kỹ và có lẽ cả đời này tôi cũng không bao giờ quên được. Cô ấy mặc một chiếc đầm ngủ màu trắng dài đến đầu gối. Tóc cô ấy dài ngang lưng, chiều cao thì cũng ngang với cô út của bà chủ nhà. Trong đầu tôi lúc đó nghĩ rằng, à, thì ra cô út lên phơi đồ trên này. Đây là cơ hội tốt để có thể nói chuyện với người đẹp đây. Vì ở hai tháng nay mà tôi chỉ dám nhìn trộm thôi, chứ không có dám hỏi. Nay sẵn dịp có chút men, nên ăn nói sẽ lưu loát. Thế là tôi tiến lại gần và cất tiếng nói lớn. À, trên này gạch đá lổm chổm mà cô út phơi đồ lại không mang theo đèn pin à? Nói xong tôi chờ cô trả lời. Nhưng chờ mãi thì
không thấy cô ấy trả lời. Nhưng mà cô ấy không phơi đồ nữa, mà lại đứng im một chỗ. Tôi nghĩ là chắc cô ấy ngại nên không trả lời. Nên tôi tiến sát lại gần và hỏi tiếp. Sao cô Út phơi đồ tối vậy? Nhưng mà tôi càng tiến lại gần thì cái bóng trắng ấy như càng ra xa hơn. Tôi cố gắng tiến tới thật nhanh nhưng mà vẫn không sao đuổi kịp. Tôi bước đi như một người vô thức. Tôi cứ đi tới theo cái bóng trắng thì bất thình lình ngay lúc đó có một cánh tay bấu chặt vào vai tôi và kèm theo tiếng nói lớn. Lâm! Em làm gì mà đứng trên này nói chuyện một mình vậy hả? Bộ xỉn hả? Lúc này tôi mới nhận ra sau lưng của tôi là anh Lợi. Người tôi bỗng nhiên cảm thấy lạnh ngắt, chân tay bủn rủn. Sau đó thì anh Lợi mới dìu tôi xuống dưới nhà. Sáng dậy tôi thấy người tôi đau nhức. Miệng thì đắng nghét. Thằng Quý nó mới nói, tối mày nhậu xỉn về lên trên lầu 4 đứng chi cho bị trúng gió. Tao với anh Lợi cạo gió đánh dầu cho mày, nên mày mới tỉnh đó. Lúc này mọi cái sự việc tối hôm qua đang ùa về phía tôi. Tôi nhớ là tôi đứng nói chuyện với một ai đó mà. Tại sao anh Lợi lại nói tôi đứng nói chuyện một mình? Đến trưa thì tôi khỏe lại. Vì hôm đó là chủ nhật nên không ai đi học, đi làm. Cả tôi mới mang cái laptop qua phòng anh Lợi để nhờ anh sửa với hỏi về cái chuyện hồi tối. Thì anh ấy nói, hồi tối anh đang ngồi trên đó hóng gió thì nghe tiếng nói rì rầm. Quay lại thì thấy mày đang nói chuyện một mình ở ban công ấy. Nên anh mới tới kêu. Thì đụng vô tai mày thấy lạnh ngắt. Nên anh dẫn mày về phòng. Lần say nhậu thì ở phòng nghỉ. Đi lên trên đó gió mái nguy hiểm. Nhớ, lần sau nhậu thì đừng đi lên đó. Nghe anh Lợi nói vậy tôi nửa tin nửa ngờ. Chẳng lẽ nào tôi lại bị sai thiệt? Rõ ràng là tôi thấy có người con gái đứng phơi đồ trên đó mà. Tôi nói với anh Lợi là em đứng trên đó nói chuyện với con gái của bà chủ nhà. Cô ấy đang phơi đồ nên em tới nói chuyện chứ có đứng nói mình đâu. Ảnh mới nói là chẳng có ai lên tầng 4 để mà phơi đồ cả. Giờ đó chỉ có mình ảnh ngồi trên đó thôi. Sau lần đó thì tôi và kể cả anh Lợi ít khi lên đó vào ban đêm. Chỉ lên buổi sáng để phơi đồ thôi. Mà mọi lần này khi lên đó thì tôi lại có cái cảm giác thấy rờn rợn như đang có ai đó đứng quan sát mình ở phía sau lưng. Bữa nay thiệt kỳ lạ. Vào buổi tối, mỗi khi đi qua đi lại của cái cầu thang lên tầng 4 thì tôi lại có cái cảm giác ớn lạnh như ai đang đứng trên đó nhìn mình. Khi ở đến tháng thứ 3 thì lại có chuyện xảy ra nữa. Tôi nhớ hôm đó tôi thằng Kiệt, thằng Nam, thằng Quý nhậu về. Lúc đó tôi không có tham gia vì vừa ở trường về trễ, lại đúng vào đợt thi nên tôi không có nhậu với tụi nó được. Sau khi nhậu về tụi nó còn xách thêm chai rượu về và mồi về nữa. Lúc đó thì tôi đang ngồi ở trong phòng thì thằng Quý vô và nó nói, Lâm, nay nhậu mà không có mày tụi tao nhậu mà mất hết cả hứng. Thằng kia quất chai rượu vậy nè, bốn anh em mình lên tầng trên chiến tiếp thôi. Lúc đó tôi từ chối vì mai tôi phải đi làm sớm nên không uống được. Với lại mỗi khi lên đó tôi cứ thấy ân ớn nên không có muốn lên. Thế là ba đứa tụi nó lên đó nhậu. Mọi chuyện chẳng có gì xảy ra. Nhưng mà tới trưa khi tôi đi học về thì thằng Quý nói chuyện với tôi mà mặt nó tái xanh tái mét. Nó nói, hồi tối hình như tao gặp ma hay làm sao ấy. Tôi nửa tin nửa ngờ hỏi nó, có chuyện gì vậy? Nó kể lại, lúc tối khi đang ngủ thì tao thức dậy đi tiểu. Lúc đó khoảng 3 giờ. Khi tiểu xong thì do còn xỉn với mệt quá,
nên tao không có tắt điện nhà vệ sinh. Khi vào ngủ thì đang thiêu thiêu, tao nghe như là có ai nói với tao. Sao đi vệ sinh mà không tắt điện vậy? Lúc đầu tao tưởng bà chủ, nên tao nghĩ chắc là xong thì bà chủ cũng tắt thôi, nên tao mới tiếp tục ngủ. Thì chợt có cái chai xì tin đâu từ ngoài cửa sổ bay vèo vô đầu tao. Tao thức dậy thì không thấy ai hết. Vừa nói, nó vừa chỉ vô góc tường thì đúng là có chai xì tin nằm lăn lóc ở đó. Tôi mới nói, chắc có ai làm đó mà. Thì nó quả quyết là không. Vì giọng nó nghe là giọng cô gái trẻ, mà con gái bà chủ thì không có chuyện lại lên trên này lúc 3 giờ sáng. Khi nghe nó kể về những chuyện tôi đã trải qua, tôi bắt đầu có cái cảm giác bất an khi ở trong căn nhà này, mà những chuyện kỳ lạ nó cứ xảy ra liên tục với chúng tôi. Lúc đang ngủ thì nghe tiếng khóc, nghe giọng phụ nữ nói chuyện và cả tiếng bước chân đi lên xuống cầu thang nữa. Không phải là tôi với thằng Quý nghe, mà cả anh Lợi với hai thằng kia đều nghe thấy. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất, mà cái điều đáng sợ nhất đã đến với tôi là có một đêm tôi đang ngủ, thì tôi mơ thấy tôi đang ngồi ở nhà ở quê của tôi. Tôi ngồi gần chiếc bàn gỗ, cái bàn mà nhà của tôi thường hay ăn cơm. Nhưng tôi không biết tôi đang ngồi ở đó để làm gì. Thì lúc đó trên cái bàn hiện lên những nét chữ mà viết bằng phấn trắng, có ghi là căn nhà này có ma. Sau đó tôi nhìn lên trần nhà, nhìn lên tất cả các vật dụng trong nhà tôi đều chi chít dòng chữ bằng phấn trắng căn nhà này có ma. Lúc đó tôi hoảng quá, tôi bỏ chạy ra ngoài đường. Nhưng vừa ra ngoài đường, mặt đường cũng chằng chịt cái chữ đó. Khi đó tôi mới giật mình dậy, thì tự nhiên chân tay của tôi cử động không được, như có bàn tay ai giữ chặt khiến tôi không nhúc nhích được. Tôi mở mắt ra thì hình như có một bóng trắng đi từ phòng tôi ra ngoài cửa rồi biến mất. Miệng tôi ú ớ la lên mà la cũng không được. Lưỡi tôi như cứng đờ lại, không nói được lời nào. Cũng phải chắc chừng 3 phút sau tôi mới trở lại bình thường. Nhưng mà chân tay và thân thể tôi lạnh toát như vừa mới ngâm nước đá xong. Tôi véo vỗ cái mền để đắp. Lúc đó đang là mùa nóng, tối trời rất oi bức. Khi ngủ tôi còn phải cởi áo với bật máy quạt mà. Lúc đó xem đồng hồ thì mới có 3 giờ sáng. Nhưng mà tôi ôm cái mền rung cầm cập và thức cho tới sáng. Sáng hôm sau tôi kể lại cho thằng Quý về chuyện tôi đã mơ thấy. Và nó nói với nó chắc phải dọn. Nó nói là tôi với nó chắc phải dọn đi chỗ khác thôi. Chứ ở trong căn nhà này ở không được nữa rồi. Nó đồng ý ngay và tự nhiên nó sực nhớ ra điều gì đó. Nó nói với tôi. Nó kể rằng hôm nó với tụi thằng Kiệt, thằng Nam nhậu trên đó. Thì trong lúc nhậu, thằng Kiệt phát hiện ra trên bức tường có một cái tấm lịch bằng giấy đã cũ được ghim trên bức tường bằng một cái chìa khóa bằng bạc, đóng thẳng vào trong vách tường. Nghe thằng Quý nói nó được gắn rất chắc chắn. Vì thằng Nam khi gỡ nó ra phải dùng rất nhiều sức lực mới lôi nó ra được. Còn về tấm lịch thì bọn nó phát hiện ra mặt phía sau, tức là cái mặt mà úp vô tường, trên đó có dán những tấm giấy màu vàng và có những ký tự hình vẽ ghi chằng chịt lên đó mà tụi nó không hiểu là cái gì. Lúc đó thằng Kiệt mới nói, chắc bà chủ nhà này chơi bùa ngải đây. Tụi nó định gắn vô trở lại nhưng mà thằng Nam nó đã ném cái chìa khóa xuống dưới mặt đường rồi. Lúc đó thì tụi nó thấy sợ nên dẹp nghỉ và đứa nào về phòng đứa đó ngủ. Tôi nghe xong thì tôi cảm thấy căn nhà này có rất nhiều điều bất thường. Tại sao tầng 4 lại bị bó quan? Tại sao bà chủ phải dán những cái lá bùa lên trên đó? Phải chăng lúc trước ở trên đó đã xảy ra những cái chuyện gì?
Rất nhiều câu hỏi nó cứ lẩn quẩn ở trong tâm trí của tôi. Ngay trong chiều hôm đó thì tôi với Quý nói với bà chủ là hết tháng chúng tôi sẽ dọn đi. Chắc tôi sẽ về lại trường viết bản cứu xét để được vô lại ký túc xá. Còn Quý thì nó sẽ chuyển về nhà người bà con ở quận Bình Thạnh để ở. Khi còn một tuần nữa là chúng tôi sẽ chuyển nhà. Thì hôm đó tôi, Quý, Viết Kiệt và Nam ngồi ở một quán cà phê gần nhà để trò chuyện. Đây cũng có thể là bữa gặp chia tay của bốn đứa chúng tôi. Quán lúc này tầm trưa nên cũng vắng khách. Nên cô chủ quán cũng ra nói chuyện với chúng tôi. Vì khi ở chúng tôi thường ra đi uống cà phê nên cũng là việc khách quen, cũng là khách quen. Khi nghe thằng Quý nói về việc chuyển phòng thì bà chủ quán hỏi là câu hỏi thiệt, mấy cháu ở trong đó có thấy ma không? Khi nghe xong câu hỏi thì bốn đứa chúng tôi nhìn nhau mà chẳng biết phải trả lời sao. Tôi mới hỏi lại bà chủ quán là bộ nhà đó có ma hả cô? Bà chủ quán gật đầu và sau đó kể lại. Ở căn nhà đó khoảng 4 năm trước xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân chính là cô con gái lớn của bà chủ nhà. Nghe đầu tụi cướp nó đu dây trèo lên tầng 4 đột nhập vào nhà mà trên đó chính là phòng con gái của bà chủ. Khi bị cô gái phát hiện và định tri hô thì bị tên cướp khống chế và giết hại rất dã man. Cô gái thiệt là tội nghiệp, bị cắt cổ và bị đâm rất nhiều nhát dao vào người, nên cô ấy đã chết tại chỗ. Vụ án đã được công an phá và tên cướp đã bị bắt sau đó, thì bà chủ nhà mới xây lại chỗ đó và làm thành phòng trọ cho thuê. Nhưng mà không hiểu sao, người nào vào thuê, ở được một vài hôm là cũng đều tìm cách để bỏ chạy hết. Nghe đến đây thì chân tay tôi như rụng rời. Còn ba đứa kia thì mặt cắt không còn giọt máu. Và tôi chợt sực nhớ ra cái tấm gỗ dài và chiếc chiếu tôi đang nằm. Cũng có thể chính là những vật dụng của cô gái xấu xấu kia mà khi cho phá những căn phòng ở tầng 4 mà bà ta chưa muốn bỏ đi. Và lá bùa mà ba thằng kia tháo xuống chính là cái để giữ oan hồn của cô gái ở trên tầng 4 mà không cho đi xuống những tầng ở phía bên dưới. Nghe đâu sau khi tôi chuyển đi thì anh Lợi và tụi thằng Kiệt, thằng Nam cũng chuyển đi ngay sau đó. Và một thời gian sau, khi đi ngang qua nơi đó, vô lại quán cà phê cũ hỏi, thì mới biết bà chủ nhà đã mất cũng gần một năm. Sau khi bà mất thì con cháu cũng chuyển đi nơi khác sống. Và căn nhà đó hiện giờ đang bỏ hoang. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Chuyện Minh Lệ lần thứ 803 với chuyện ma của Lâm Vũ. Và cảm ơn Lâm Vũ đã gửi câu chuyện này. Sẵn đây cũng nói thêm, có nhiều bạn đã gửi chuyện rất lâu. Việc Thảo hứa là sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để đọc hết những gì các bạn gửi là những gì trân quý nhất của chúng tôi, của Việt Thảo. Và kể cả trân quý đối với các bạn yêu thích tìm hiểu và nghe những chuyện có liên quan đến tâm linh hay thế giới bên kia, thế giới của những người đã mất trong dân gian truyền lại. Đây là một kho tàng quý hiếm dành cho những người yêu thích và muốn tìm hiểu, nghe những câu chuyện ma trong dân gian. Việt Thảo qua Chuyện Binh Lề đọc lại cho các bạn nghe. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ nó là chuyện rất bình thường, như lời hứa mình biết một số chuyện ma kể lại cho các bạn. Nhưng không ngờ dần từng bước thì các bạn tham gia và gửi về rất nhiều. Và bây giờ tôi thấy nó không phải là đơn giản một cái việc làm kể chuyện ma để giải trí, để
cho chúng ta nghe chơi, mà nó còn mang một cái trách nhiệm gìn giữ cái kho tàng chuyện ma trong dân gian qua những cái câu chuyện mà các bạn gửi về Việt Thảo kể với chủ đề là chuyện bên lề trên trang YouTube của Việt Thảo. Sẵn đây cũng nhắc thêm, đương nhiên, đầu tiên những chuyện bên lề về tâm tình, rồi phóng sự, giới thiệu văn hóa ẩm thực của người Việt khắp nơi, trả lời thư tín vẫn còn tiếp tục. Khi đi đến đâu, khi có thời gian, có điều kiện, thì Việt Thảo sẽ thực hiện, giống như từ trước đến nay. Và những câu chuyện mà dân sẽ được tiếp tục kể cho các bạn khi có thời gian cho phép. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những chuyện bên lề kế tiếp. Thank you and I love you. Cảm ơn các bạn đã xem chuyện bên lề của Việt Thảo. Nhớ subscribe hay là đăng ký channel YouTube của Việt Thảo và nhớ nhấn vào cái chuông để cho nó báo cho mình biết khi có video clip của Việt Thảo mới upload lên trên YouTube. Cảm ơn các bạn. Nhớ nghe subscribe hay là đăng ký channel YouTube của Việt Thảo. Dạ. Xin kính chào quý vị. Tôi là Alicia Chow của Chow Insurance Agency. Tôi muốn thông tin cho quý vị có nhiều sự thay đổi liên quan đến Medicare, Medicaid, Obamacare, Social Security và Short Term Health Insurance. Rất là quan trọng quý vị ơi. Đừng để bị mất bảo hiểm, đừng để bị phạt, đừng để bị mất quyền lợi, đừng để trả tiền bác sĩ, nhà thương và tiền thuốc không hợp lý. Alicia đã giải thích rõ ràng trên channel YouTube của MC Việt Thảo, chuyện bên lề số 790 đến 794. Nhớ vào xem. Đó là cuộc sống, đó là quyền lợi của quý vị. Nhớ vào xem nha. Alicia xin được cảm ơn. Nail tỉ mỉ, chăm chỉ, đem hết kỹ năng của mình làm sao cho khách được hài lòng để giữ vững cái job của mình. Các chủ tiệm nail lúc nào cũng muốn trong tay của mình có một đội ngũ chẳng những vững mạnh, còn có những sản phẩm tốt nhất, tiêu chuẩn nhất để làm hài lòng khách hàng nhằm tăng cao lợi nhuận của salon của mình. Còn những chủ nail supply, họ không cần một đội ngũ chuyên nghiệp, mà họ cần những sản phẩm mới nhất, tốt nhất, độc đáo nhất để cung ứng cho thị trường phát triển của ngành nail khắp nơi. Và từ đó, những người dày dạn kinh nghiệm trong ngành nail đã nghiên cứu và cho ra đời những sản phẩm vượt trội của năm 2019 do công ty Nitro sản xuất. Và một trong những sản phẩm vượt trội đó chính là bột nhúng Nitro, còn có tên gọi là Nitro Healthy Dipping System do công ty Nitro sản xuất. Các bạn muốn tìm hiểu về những sản phẩm vượt trội trong năm 2019 của công ty Nitro Made in USA, hãy vào website www.nitronails.com hoặc gọi điện thoại số 855-747-8581. Việt Thảo sẽ được hân hạnh giới thiệu. Hôm nay Việt Thảo muốn bảo vệ sức khỏe của các bạn. Bây giờ qua anh Đăng là dược sĩ nè, anh cho một kiến thức để mọi người chấp nhận được tại sao mình phải dùng Kangen Water. Thì Kangen đó, tiếng Nhật dịch ra đó là Return to Origin, trở lại nguồn nước nguyên thủy. Mà đây là máy điện giải đã chứng nhận là một dụng cụ y khoa tại Nhật Bản, được chấp thuận bởi 6.500 bác sĩ đang thực thảo. Đầu tiên là trong những cái nước suối đó có khả năng là chống oxy hóa. Đặc tính thứ hai là trong qua quá trình điện giải, máy nước này sẽ làm những cụm phân tử nước nhỏ lại 4-6 lần. Và đặc tính thứ ba trong cái nước Kangen này là có độ nhiệt cao. Đó là Kangen Water, nước tinh khiết tinh chất, uống để trừ tránh bệnh hoạn, bệnh tật như uống nước thường. Xin quý vị hãy liên lạc Jennifer và anh Peter Hà ở số điện thoại là 714-833-8738. Jennifer lúc nào cũng sẵn sàng để giúp đỡ quý vị có một cái máy Kangen Water theo như ý muốn. Quý vị nhớ, thay đổi nguồn nước là thay đổi cuộc sống. Kangen Water, the best water order. Hi, welcome to Excel Marketing. We are a digital marketing company based in Seattle, Washington. We've helped many businesses grow their presence online. This is Amy. Amy is responsible for marketing at Seattle Dentistry. Seattle Dentistry was struggling to get patients online. Excel Marketing helped increase her page rank on Google. We used a patented strategy to help her website reach more people.
After working with Amy's company for 6 months, her number of patients more than doubled. We've helped dental practices, medical practices, law firms, and small businesses increase their reach and get more clients. Ask us how Excel Marketing can help your business.